chuẩn bị mai cho Tết 2025 đây. Cây này, đây cây này không biết là bông đẹp hay không đây, nhưng mà cái gốc là hơi bị đã đó, gốc đấy đó, gốc to. Cây này thì ghép cúc thọ hương, ghép cúc thọ hương đang thúc chỗ này. Năm này chắc chơi sơ sơ thôi chứ coi bộ là tới Tết là tàn chưa đầy lắm, mấy cái này dậm thêm dậm thêm. Này siêu bông bình lợi đây, đẹp được 5 tháng này, siêu bông bình lợi đó. Này là Tết là Vivo, này Phú Tân, Phú Tân. Rồi tiếp tục qua đây, gốc này cũng đẹp lắm này, gốc này cái bộ đế luôn, bộ đế là đã luôn. Này để từ từ ghép hết đây, nuôi một năm rồi nè. Đó, cái này là Tết chơi được rồi đây, vừa rồi. Để mới cưa lại để mà ghép, hôm bữa không có sữa cho nên là bây giờ phải sửa lại. Đây mấy gốc phôi này, cái này bông đẹp nè, cái này cũng mới cưa lại sửa lại luôn đây, tách để bàn là ok nè. Tách để bàn là ok, bộ đế cũng giữ lắm chứ. Đây tiếp tục đây cũng cây phôi, cây này phôi, cây này là ghép như ý nè, dạo như ý dạo mới nhất nè, dạo mới nhất. Cái này là siêu bông Sài Gòn, gốc này quá đẹp, lại chuẩn đế nôm luôn, tuyệt vời luôn đó. Đây này, đây siêu bông Sài Gòn gốc này luôn, siêu bông Bình Lợi, siêu bông Sài Gòn lá nhỏ. Cây phô này mới ra cây một, không biết sống này. Đang đợi tục số cây cổ này chưa ghép. Đây siêu bông này hả, siêu bông Sài Gòn, siêu bông Bình Lợi, đây siêu bông Sài Gòn đấy, đã chưa siêu bông Sài Gòn, cúc thọ hương. Đây Như Ngọc Toàn, Như Ngọc Toàn, Như Ngọc Toàn gốc đẹp lắm rồi đó. Và cái gốc này nó lại là cái lá nhỏ nhỏ nha, tùy theo cái phôi. Đây như cái này Như Ngọc Toàn nè, Như Ngọc Toàn nó to chưa đó. Như Ngọc Toàn cái này cho nó già ra đó, Như Ngọc Toàn. Đây cái cây mẹ nè, Như Ngọc Toàn nè, cái mẹ nè, đây Như Ngọc Toàn cái mẹ nè. Này bông Sài Gòn, siêu bông Sài Gòn của Quốc Chở. Đây đây là giảo Bến Tre nè, bông cực kỳ to luôn đó, năm nay là ok rồi đó, tỉa táp hết rồi. Này cái phôi thôi, này siêu bông Cần Thơ, siêu bông Cần Thơ cũng đi. Này cánh tròn Bến Tre, gốc đó cũng đẹp, phôi này cũng dạo Thủ Đức nữa đó. Đây cây này không biết bông sao rồi, siêu bông Bình Lợi, siêu bông Bình Lợi, siêu bông Sài Gòn đó. Cây này giờ dưỡng để Tết chơi, đang nuôi lại từ ghép qua trời, cắt ghép quá trời, cây không lên nổi luôn. Phôi gốc phôi đây, đây cũng gốc phôi chưa có thời gian uống nè, gốc này đẹp nè đấy.
đó. Phú Tân cây mẹ. Siêu bông Sài Gòn. Đó, cây chôm chôm đậu trái năm nay đậu trái quá trời. Đây tiếp tục là hai cây phía trước. Cây trước tàn to gãy dễ sợ. Đây. To kìa. Cây này lúc Tết là tàn ra rất là yếu luôn. Cây này mua nè, mua lúc Tết nè. Mà người ta xài thuốc lá nó xoắn xoắn hết, là cái đợt sau này ra đẹp chưa. Nè. Này là làm dạo Thủ Đức nè, mỡ gà nó ra cái màu nữa nè, dạo Thủ Đức. Dạo Thủ Đức sống khỏe thì. Đây. Sáng nay mới đi thêm một đợt đợt phân này, nó giờ bắt đầu nó đi đọt rồi. Thấy sợ không? Đấy. Đi đọt mà đợt này là nhặt mắt nè, không có thừa, rất là nhặt. Nhặt ơi nhặt luôn. Bón thêm phân gà đây. Cực kỳ nhặt luôn. Tại dùng 16-16-8 cho cành nó mập. Cành nó mập nhưng mà cành nó không bị già. Như năm ngoái. Năm ngoái xài 17-17 thì nó mập nhưng mà cành nó bị già khằn. Con này cành nó to. Và nó nhìn rất là non, nó tươi mà vừa non vừa to, không có già cành. Đó, đã chưa? Cái bên đây thì nó đều rồi, bên đây nó bị hơi xíu nè. Bên đây nó bị thử, nó nâng lên tí. Khúc trong này cũng ok đó. Cây này màu phát ghê. Đó, đang đợi cái phía dưới tàn này cho nó xùm xuê ra. Ở trên thì vẫn giữ cái form nó vậy. Ở dưới là mình chưa đụng tới, chỉ tỉa phía phần trên thôi thì nó sẽ ra cái tàn thông. Đấy, ok.